mì đó tiếu. Cháu hai chục hết đây cũng chạy. Hello, cảnh vlog cuộc sống ba miền, xin chào cô chú chị và các bạn nha. Hiện tại mình đang đứng đường D11 các bạn. À, quán ăn nè. Để mình vô quay mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn mình xem nha. Đó, quán ăn lại. Đó. Để mình quay mình chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn mình. Đó, hủ tiếu nè. Bún riêu nè. Bún cá nè, cháo lòng nè. Đó, rất là đông khách bạn ơi. Nha, cho quay chia sẻ. Chặt bạn ơi. Đó, hủ tiếu nè. Bún riêu nè. Cháo lòng luôn nha. Oh, có 20k các bạn ơi. Trông hấp dẫn luôn. Hấp dẫn bạn ơi. Dạ em chào anh ạ. À. Em mình quán mình mở cửa từ mấy giờ anh? 4:30 đến 11 giờ đêm. Ồ, 4:30 là tới 11 giờ đêm luôn bạn ơi. Trong hấp dẫn bạn ơi. Đó. Đó, còn ngon bạn ơi. Đó. Cực kỳ ngon bạn. Đó, bằng trong hấp dẫn luôn. Đó, nồi cháo rất là đặc biệt các bạn ơi. Cháo lòng rất là ngon luôn. Đó. Cũng nhiều rất là ngon. Cái gì anh trai ơi? Hấp dẫn luôn. Cháo luôn. Ăn rất là đông khách bạn ơi. Bạn trong à. Cháo. Anh quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn nha. Đường D11 các bạn. Các bạn nào đi đường này cái mình ghé vô mình ăn trải nghiệm thử nha. Rất là ngon luôn. Rất là ngon. Để mình quay đường cô chú anh chị và các bạn mình xem nha. Đó. Trong này. Đường D11 các bạn. Chợ Mỹ Phước 1 nha. Ăn gì ạ? Hai hộp cháo, một hộp giá, một hộp không giá. Cháo lòng này mình bán một tô nhiêu chị? Dạ 20 ạ. 20. Rất là ngon quá. Giá lại bình dân nữa. Cái bán giá bình dân cho con ngon mà. Ngoài ra bún riêu cũng vậy hả chị? Đồng giá 20. Đồng giá 20 các bạn ơi. Rất là ngon bạn ơi. Đó cô chú anh chị nào mình đi cái đường D11 các bạn. Chợ Mỹ Phước 1 nha. Mình ghé vô mình ăn trải nghiệm thử nè, rất là ngon bạn ơi. Bằng trong nè. Rất là hấp dẫn luôn. Dạ. Quán rất là đông bạn ơi. Tiếu nè, bún riêu nè, cháo lòng nè. Có 20k các bạn ơi.
Thôi 460 luôn. Tiêu trong hấp dẫn luôn. Đặc biệt là cháo lòng qua. Hộp cháo luôn à. Ăn trong. Để cho chị miếng bún. Hộp cháo để miếng bún luôn mọi người. Quán của anh chị này rất là đắt khách nha các bạn. Đó, lại ngon nữa bạn ơi. Chỉ có 20k là giá bình dân thôi. Thì cháo. Cho miếng bún hộp cháo luôn. Đây đây đây. Hộp cháo ăn đi hả? Dạ dạ. Bọc cho cái hộp chị chứ để bằng cái hộp tiên đủ. Có thể ăn như hoài được. Dạ, cháo này đây trước nè. Cháo lòng, cháo lòng. Hấp dẫn luôn. Giá này bình dân có 20k rồi. Các bạn nào mình đi trên con đường D11 nha, chợ Mỹ Phước nha, mình ghé vô mình ăn trải nghiệm thử nha, rất là ngon luôn. Rất là ngon rồi, ăn trong hấp dẫn luôn. Cháo luôn nè. Hấp dẫn luôn. Đầy đủ bạn ơi. Trong hấp dẫn luôn. Quay chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem nha. Mình xin nhắc lại các bạn, đường D11 nha, địa chỉ nha, Mỹ Phước 1 nha. Quán ăn nè, anh quay vô cái chú anh chị nha. Giờ này công nhân rất là đông bạn ơi. Quay cho chia sẻ cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, chợ Mỹ Phước nha. Rất là ngon rồi. Cháo lòng hấp dẫn các bạn ơi. Cháo rất là ngon bạn ơi. Trong này. Đó, cháo rất là ngon luôn. Đó, nó là cực kỳ ngon luôn nha. Chỉ có 20k bạn ơi. Giá rất là bình dân luôn. Rất là ngon luôn. Cũng bỏ chung luôn nha. Bỏ chung.
là ngon bạn ơi. Đó, giá là bình dân lại ngon thế này rồi. Đó, hàng trăm hấp dẫn luôn. Địa chỉ các bạn D11 nha, là chợ Mỹ Phước 1 nè. Các bạn nào mình đi trên con đường này mình ghé vô mình ăn trải nghiệm thử nha các bạn, rất là ngon luôn. Đó, đầy đủ luôn bạn. Đó, bún riêu nè, hủ tiếu, bún riêu, cháo lòng mà chỉ 20k thôi bạn ơi. Chắc có lẽ là mình xin dừng video đây nha các bạn nha. Bạn nào yêu thích kênh mình hãy đăng ký ủng hộ mình nha. Mình xin chào cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là an lành hạnh phúc nhé. Xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn lại gặp video tiếp theo của mình nha. Xin chào nha. Dạ em chào chị ạ, chào anh ạ, chào cô ạ. Dạ chúc anh chị mua may bán đắt nha.